Rồi, xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải cái đề thi cuối học kỳ 2 toán lớp 3 năm 2023-2024 để tham khảo. Đề số 1 thì dùng chung cho ba chương trình mới là gánh diều, chương trình sáng tạo và kết nối tri thức với cuộc sống. Thì trong đề này dự kiến là thầy sẽ giải được 20 đề trong một cái kỳ thi học kỳ 2 này, dự kiến là giải 20 đề. Cho nên các em nhớ đăng ký kênh để khi thầy ra các cái đề tiếp theo nó sẽ thông báo qua kênh cho các em để cho các em theo dõi nha, để tránh trường hợp mà mình không có nhận thông báo mà không biết. Rồi chúng ta sẽ đi vào đề phần thứ nhất. Đề này nó có hai phần là trắc nghiệm, là nó cho chín câu, và tự luận là nó cho ba bài. Rồi, thầy sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước. Rồi, phần trắc nghiệm. Rồi. Câu 1. Anh nói là như thế nào? Phối hình hợp chữ nhật. Phối hình hợp chữ nhật là có. Anh hỏi là có bao nhiêu cạnh? Thì chúng ta phải, tức là ở đây phối hình hợp chữ nhật có, tức là xung quanh nó có bốn cạnh. Đáy trên là bốn và đáy dưới là bốn, tức là 12 cạnh. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Thì cái hình nói hình hợp chữ nhật thì chúng ta cũng đã biết rồi, đúng không? Đấy. Thì nó có dạng như thế này đây. Là chúng ta biết xung quanh nó là có bốn cạnh. Xung quanh nó có bốn cạnh. Ở trên nó có bốn và dưới nó có bốn. Hình dạng của nó giống như hình của cái hộp sữa. Cái hộp sữa, ví dụ hộp sữa Vinamilk, sữa Milo mà chúng ta thường hay uống, là sữa đậu nành Vinasoy và vân vân. Rồi thì chúng ta sẽ chọn là mấy cái là D. Rồi chúng ta đi vào câu 2. Tất nhiên đi thi là chúng ta chỉ cần phanh D thôi, ra ghi vô chữ D. M1 này chính là mức 1, thì trong một cái đề thi nó có 3 mức: mức 1, mức 2 và mức 3. Ví dụ con này là mức 2 là nó khó hơn, mức 3 là khó nhất. Rồi câu 2 nó hỏi là gì? Diện tích một chiếc nhãn vỡ khoảng bao nhiêu? Thì mình biết là cái nhãn vỡ là cái dán vào cái tập hoặc là cái sách chúng ta để ghi tên và lớp. Thì chúng ta biết là cái diện tích của nó. Ví dụ 6, 6 thì nó nhỏ, đúng không? 6 cm vuông mình biết rồi. 1 cm vuông của mình, tức là một cái ô giống như vậy này. Đó là, tức là 1 cm vuông. Tức là mình hiểu đó là hình vuông có cạnh là một, một vậy đó. Đó, thì 6 cm vuông thì cũng không có được nhiều lắm, đúng không? Mình hiểu không? Mình sẽ loại 6 cm vuông thì được. Đây nè, đó, 6 cm vuông, bây giờ mình nhấn chừng nha. Ví dụ đây là 3, được chưa? 1 cm vuông, 6 cm vuông. Thì cỡ như thế này thì thấy được ha, đúng không? Cái này được, cái này đúng nè. Còn 28 cm vuông là 28 ô như thế này. Thì nó rất là sao? Rất 1 cm, mình biết 1 cm là đúng không? Kích thước của mình đã là 20 cm. Còn 28 rất là lớn, 48 cũng rất là lớn, 24 cũng rất là lớn, cho nên cái độ dài mà hợp lý nhất trong trường hợp này là chúng ta chọn là A. Đó là chọn là A, chúng ta hiểu ha. Đấy. Tùy thôi à, cái này thì nó cũng không phải là, nói chung là A là 6 luôn. 6 thì cỡ như vậy, còn đến 24. 24 là 6. 6 x 4. Không, theo thầy nghĩ là 24 chứ không phải là 6 x 5.
tại vì ở đây là khoảng 24 ô mới biết được tên họ và tên nó mới được lớn, cho nên 6 này thì quá bé không hợp lý ha. Còn 28 là quá lớn, 48 quá lớn, 24 là hợp lý nhất, cho nên nó mang cái tính chất là M2, tức là mức độ 2 nó khó hơn. Chỉ ở trong trường hợp này mình hiểu đó là như thế này đây, là mình chọn đáp án là D. D tức là cái nhẫn vỡ của chúng ta là, tức là chúng ta hiểu không, mình 1 cm vuông thì giống như là cái hình như thế này, 1 cm vuông thì ở đây là 1 cm vuông thôi nha, 1 cm vuông thì nó cầm nó cỡ như thế này, mình coi đi, là tức là cạnh của nó 1 cm thì 24 cm vuông thì nó sẽ phóng to ra, nó 24 là cái này, thì mình hiểu 24 là cái này thì kích cỡ cỡ như thế này, đó, mình ghép 24 cái mặt nó lại thì nó cỡ một cái nhẫn vỡ của mình là rất là hợp lý nha. Rồi như vậy ở đây là sẽ chọn là 24 cm vuông, rồi vậy đây là vừa giống như cái giấy nhẹn mà chúng ta dán vô vỡ gọi là nhẫn vỡ đấy. Rồi chúng ta chọn đáp án là D là hợp lý, tức là ghép 24 mảnh này qua đây sẽ ra được cái mảnh lớn này. Rồi cái này thì chúng ta phải làm vài giấy giấy nhé nha. Rồi câu tiếp theo, chọn dãy số cho dãy số liệu sau 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20. Chúng ta thấy là nó cái dãy số này nó giảm, mà mỗi lần nó giảm là mấy đơn vị, 50, 45 là 5 đơn vị, 45, 40 là 5 đơn vị, cứ dài dài. Nó hỏi là số thứ 10 trong dãy là số mấy, số thứ 10 trong dãy là số mấy, thì mình hiểu này, mình sẽ hiểu cái này là 50 đúng không, đó thì 45 nè, rồi 40 nè, 35, 30, 25, 20, đó, tức là cái số thứ nhất đúng không, đó, số thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 10, tức là chúng ta lùi lại, giảm đi 5 nữa là 15, giảm đi 5 nữa là 10, giảm đi 5 nữa là 5, cho nên số 10 ứng với cái số là 5, tức là mỗi lần chúng ta giảm đi 5 đơn vị, đúng không? Đó. Và chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Thì cái phần này chúng ta sẽ làm bằng giấy nháp, là cái giấy nháp thì mình sẽ làm cái đó. Đấy. Này chúng ta cũng phải vẽ ngoài giấy nháp. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu cái này mình khỏi ghi nhắc cũng được. Rồi cái này đúng rồi, cái này ghi nhắc, cái này mình ghi nhắc đi. Rồi cái này thì mình trình bày trực tiếp vô đây luôn, để cho mấy em hiểu cái nào trực tiếp thì trực tiếp. Rồi, mình chọn D, B. Rồi mình nhìn vô cái hình là bên tay phải ha. Chú lợn dưới đây đựng bao nhiêu tiền? Đây là mức 1 là dễ. Mình thấy chú lợn này nó có cái tờ 10.000, hai tờ 20.000. Như vậy số tiền đúng không? Chú lợn số tiền đựng, số tiền mà chú lợn đựng trong chú lợn là ở mình lấy là 10.000 nè, cộng cho gì 20.000 cộng với 20.000 thì nó bằng 10 nhé, 10 cộng 20 là 30.000, thực hiện thì trái sang phải, rồi cộng 20.000 thì nó bằng 50.000, rồi cộng thì đáp số là 50.000 đồng. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Rồi chúng ta đi vào câu số 5, đây là mức 3. Mức 3 là câu khó, tức là cái độ tư duy nó khó hơn, nâng cao đó. Rồi hình vuông có diện tích là 64 cm vuông, vậy nó hỏi là cạnh hình vuông có độ dài là bao nhiêu? Thì các bạn biết là hình vuông đó là diện tích là cạnh nhân cạnh, cạnh nhân với cạnh, như vậy cạnh nhân cạnh là hai số giống nhau. Như vậy bạn phải học chủ chương từ 2 đến chủ chương chính, thì cái số nào là nhân là hai số là giống nhau nhưng là 64,
tức là nó 84 này sang bên mét vuông, tức là mình sẽ nhẩm cũng chương 2 x 2 là 14, 2 x 3 là 9, 4 x 4 16, 5 x 5 25, 6 x 6 36, 7 x 7 49, 8 x 8 64. Vì chúng ta thấy được 8 x 8 thành ra 84. Thì ở đây thì các em phải ghi là 8 x 8 tức là 8 cm. Mình nhân với 8 cm tức là chúng ta chỉ ghi ở đây là 8 84 này bằng 8 x 8. Đó, chúng ta phải có được cái điều như vậy thì chúng ta mới nói là cạnh hình vuông là 8 cm. Vậy đáp số là 8 cm thì chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Ở chỗ này mình chú ý nhé, cho 8 mét với 8 cm, nếu chúng ta ở ổ mà chúng ta chọn số 8 mét là sai, số 8 chúng ta vừa quá, chúng ta tưởng là đúng, ra nó đơn vị nó khác, có phải chú ý về chỗ đó dùm. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 6. Câu số 6. Bây giờ nó kêu mình tính giá trị của biểu thức này. Và giá trị của biểu thức này. Bây giờ muốn tính được giá trị của biểu thức này thì chúng ta phải thực hiện từ trái sang phải. Và cái giá trị của biểu thức đó là như thế. Từ trái sang phải. Và trái sang phải là chúng ta thực hiện hai cái đầu trước. Thì cái này chúng ta sẽ làm lại gì nhé, cho mình xem nè. Thực hiện từ trái sang phải, cộng trừ nhân chia cùng chung biểu thức thì thực hiện từ trái sang phải, còn nếu nó độc lập với nhau thì mình sẽ thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Rồi ở đây chúng ta tính cái đầu tiên là 4, 5, chúng ta lấy nháp ra, chúng ta ghi là 4, 5, 7, 8, 3 và chúng ta trừ cho 1, 6, 1, 1, 6, 1, 5, 5. Rồi chúng ta lấy là 3 trừ 5 là trừ cũng được, cho nên mình phải 10 rồi trả 1 này, trả 1 phải ghi xem là trừ 1 đó. Vậy là 3 trừ 5, 10, 10 với 3 là 13, 13 trừ 5 là 8. Rồi tiếp theo 8, nên trừ cho 5, đó là 3. Rồi mình trừ thêm 1, trả 1 nữa, còn lại là 2. Rồi 7 trừ cho 1 là 6. 5 trừ 6 cũng được, 10, 10 trả 1 ở đây. 10 với 5 là 15, 15 mình trừ cho 6 là 9. Rồi đây 4 trừ cho 1 là 3, nhưng mình trả 1 nó là trừ 1, nó còn lại là 2. Đó là cái kết quả thứ nhất, nó ra là 2, 9, 6, 2, 8. Chúng ta sẽ đi như đây này, 2, 9, 6, 2, 8. Đó là hai cái số đầu cộng với nhau ra được cái này. Cho đó chúng ta ghi lại cái dấu trừ này. Đó, tức là chúng ta có hai cái này nó sẽ ra hai cái màu xanh này, để cho nó động xanh như thế, nó sẽ ra được cái số này. Đấy, rồi cho đó chúng ta mới thực hiện phép trừ. Phép trừ thì đây nó ra là 2 9 6 2 8 trừ cho 3 8 0 9. Tám trừ chín là trừ không được, mượn 10 thì trả 1 ở đây. 10 với 8 là 18, 18 trừ 9 là 9. Ở đây 2 trừ cho 0 là 0, 2 là 2. Mình trừ thêm 1 là ra 1. Ở đây 6 trừ 8 là trừ cũng được, nó nhỏ hơn trừ cũng được, mượn 10 trả 1 ở đây. Thì 10 với 6 là 16, 16 là trừ cho 8 là nó ra là 8. Rồi 9 trừ cho 3 là ra 6. Mình trả 1 nữa là 6, mình trả 1 nữa là trừ 1 nữa là ra 5. Còn hai chỗ này không có trừ ở đây, chúng ta hạ xuống. Thì chúng ta ghi là 2, 5, 8, 1, 9 bằng 2, 5, 8, 1, 9. Chúng ta chọn đáp án B. Rồi, ta sẽ đi vào câu số 7.
số 37.547 làm tròn đến hàng nghìn, ta được số nào? Thì mình hiểu nè, ta được số, cái số này mà làm tròn đến hàng nghìn đó, mình có này, 7 là đơn vị, 4 là chục, 5 là trăm, 7 là nghìn. Cái số nghìn này tức là ứng với, hiểu ha, là ở đây là ứng với là 7.547. Như vậy khi làm tròn hàng nghìn mà từ số 5, tức là cái hàng nghìn là sao, hàng nghìn là hàng trăm, nếu mà từ 5 trở lên, tức là 5, 6, 7, 8, 9, thì chúng ta làm tròn lên hàng nghìn lên một đơn vị. Còn nếu là nhỏ hơn 5, tức là 1, 2, 3, 4, là chúng ta giữ nguyên hàng nghìn, không có làm, không có tăng một đơn vị. Như vậy đây là 5 nè, nó 5, cho nên mình làm tròn lên 7, 7.000 thì thành là 8.000. Rồi chúng ta ghi là 38.000, hiểu nghe, tức là 7.547 được làm tròn lên 8.000. Còn cái phần 3 này là phần chục nghìn giữ nguyên lại. Như vậy chúng ta kết quả được là 38.000. Chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 8. Một hình tròn có đường kính là 10 dm. Mình biết là cái đường kính nó bằng 2 lần bán kính, đúng không? Thầy có thể vẽ cái cho mấy em xem hình tròn này, cái đường kính là 10 dm. Tất nhiên 10 dm thì nó rất là dài, nên thì vẽ đây là tượng trưng, chúng ta không có cần phải vẽ đúng cái tỷ lệ kích thước của nó. Đấy, ta vẽ tượng trưng thôi. Đây là cái đường kính như này là 10 dm, 10 dm, các bạn biết là nó dài lắm nha, chứ không ngắn đâu. Rồi cho nên không thể nào mà mình vẽ đúng cái kích thước là 10 dm được, tại vì mà bạn biết là kích thước của mình là có 2 dm thôi, và 10 dm là nó gấp 5 lần kích thước. Cho dù chúng ta vẽ như tập cũng không thể vẽ được ha. Rồi thì chúng ta chỉ cái hình chỉ mang tính chất là minh họa thôi. Rồi thì bán kính của hình tròn thì chúng ta nghĩ là bán kính của hình tròn là, bán kính của hình tròn là, thì ở đây chúng ta lấy 10 chia cho 2 đó, tại vì bán kính là bằng đường kính chia 2, hãy nhớ cái đó, 10 chia 2 là 5 dm, tại vì đáp số là 5 dm. Chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Rồi chúng ta hoàn thành câu 8, bây giờ sẽ đi vào câu số 9. Trong tủ lạnh có 4 hộp sữa vị cam, 2 hộp sữa vị dâu. Hà không nhìn vào trong tủ lạnh và lấy ra 1 hộp sữa. Có mấy khả năng khi Hà lấy sữa, tức là mình hiểu không? Tức là trong đây nó có 4 hộp này, 4 cam và 4 hai dâu, nhưng mà lấy 1 hộp thôi. Thì khi lấy 1 hộp nó có thể là rơi vô hộp cam hoặc là rơi vô hộp dâu. Đó. Cho nên nó sẽ có 2 khả năng là, tức là lấy được 1 hộp cam hoặc là lấy được 1 hộp dâu. Hoặc tức là sao, tức là một là lấy được cái này, hai lấy cái kia, chứ không thể lấy được cả 2 hộp nhé. Thì chúng ta biết là có 2 khả năng, chúng ta sẽ chọn đáp án B. Rồi chúng ta hoàn thành xong câu số 9. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tự luận. Phần tự luận như thế nào? Nó kêu mình đặt tính rồi tính, thì cái này ở cái mức 1 thôi, là cái mức dễ nhất. Tính rồi tính, mức 1 là mức cơ bản nhất là chúng ta phải thực hiện được. Và nó sẽ cho mình đó là 4 câu, 4 cái bài toán đặt tính rồi tính, thì chúng ta sẽ thực hiện hết 4 cái bài toán này. Bài thứ nhất là nó sẽ cho như thế nào? Đây. Tức là những cái này
thầy sẽ làm bài dưới nhé, rồi hỏi thực tế điền vô cho nó dễ. Nha. Các bạn xem đây. Rồi, chúng ta sẽ lấy nè. Hai, chúng ta sẽ moi cái này luôn cũng được, để cái này còn quá nhỉ. Thì chúng ta lấy là 2 3 0 8 8 cộng 1 5 2 3 0. Rồi thì lấy nha, 8 cộng 0 là 8, 8 cộng 3 là 11, nhíp 1, nhớ 1 ở chỗ này. Tức là hồi chúng ta ghi cộng 1, 0 cộng 2 là 2, cộng thêm 1 nữa là 3, 3 cộng 5 là 8, 2 cộng 1 là 3, đó là 7 thứ nhất của chúng ta hoàn thành. Chúng ta để đây. Rồi ta đi vào bài thứ hai. 7 1 8 9 0 trừ 3 3 0 4 5. Rồi 0 trừ 5 trừ cũng được, số bé hơn cũng trừ được. Mượn 10 thì phải trả một ở hàng đơn vị, mượn 10 thì phải trả một ở hàng chục, đúng không? Tức là trả một hàng chục tức là 10 đó, trả 10 đó. Rồi chúng ta hiểu ha, tức là ý nghĩa của nó là gì, chứ phải mượn 10 là trả 1. Tại vì khi mình mượn 10 ở đơn vị nhưng mà mình quá chục thì mình trả 1 là 1, chục là 10 đấy. Đấy. Tương tự mình mượn 10 bên chục thì quay 300 thì trả 10 đó là 1, 100 là 10 chục đấy. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa nó như thế. 0 trừ 5, 1 0 mượn 10 là 10, 10 với 5 là 10, 10 với 0 là 10, trừ 5 là đã 5. Rồi đây là 9 trừ 4 là đã 5, và trừ thêm 1 mình mượn này đó. Ha, trừ thêm 1 nghĩa là nó còn lại là 4. Rồi 8 trừ 0 là 8, 1 trừ 3 trừ cũng được, mỗi 10 thì trả 1 ngày tiếp theo, lớn hơn nó. Rồi gì, 1, 1 với 10 là 11, 11 trừ cho 3 là ra 8. Rồi 7 trừ cho 3 ra 4, trừ thêm 1 nữa là ra 3. Rồi vậy bài số 2 chúng ta thực hiện xong. Chúng ta đi vào bài số 3. 1, 8, 3, 6, 8 nhân cho 3. 3 nhân 8 là 24, nhân 4 nhân 2. Rồi, 3 nhân 6 là 18, với 2 là 20, với 0 nhân 2. Rồi 3 nhân 3 là 9, 9 với 2 là 14, với 1 với 1. 3 nhân 8 24, với 1 25, nhân 5 nhân 2. 3 nhân 1 là 3, với 2 là 5. Rồi tiếp theo, tiếp là 7 0 6 3 5 chia cho 5. Thì chúng ta 7 chia cho 5 bắt được 1. 1 nhân 5 là 5, 5 7 trừ 5 ra 2. Rồi tiếp theo là hạ không xuống. 20 chia 5 được là 4. 4 nhân 5 20, 20 trừ 20 ra 0. Hạ 6 xuống. 6 chia 5 được 1. 1 nhân 5 là 5, 6 trừ 5 là 1. Hạ 3 xuống. Rồi 13 chia 5 được là 2. 2 nhân 5 là 10, 13 trừ 2 là 10, 13 trừ 10 ra 3, hạ 5 xuống. Rồi 35 chia 5 được là 7, 7 5 35, 35 trừ 35 hết. Rồi đó, sau đó chúng ta khi chúng ta làm cái này vậy nhé, sau đó chúng ta sẽ trình bày vô cái bài giải trong cái đề thi, chứ chúng ta đừng nên trực làm trực tiếp, bởi vì nó chừa thì chúng ta chỉ có đúng cái dòng này thôi. Nếu chúng ta làm sai chúng ta xóa lung tung rồi chúng ta làm lại có được. Nên trong trường hợp này thì các em phải lưu ý là chúng ta đừng có làm trước ở trực tiếp trên đề, chúng ta nên là chúng ta nên làm này nhé. Sau đó chúng ta ghi vào các bạn là tính nha. 1 5 2 3 0, 1 5 2 3 0, và chúng ta ghi lại cho nó thẳng thẳng cái hè. Bây giờ
mặc dù đã được thẳng cái chuyện. Tất nhiên ở đây để cho nó tồn ở chỗ này, mấy cái chỗ này thì các em có thể là để có thể trình bày hai ba, không tám một năm hai ba không ba tám ba khi chúng ta làm nhé, rồi chúng ta sẽ lấy cái kết quả này chúng ta đưa vô đây để chúng ta kể nha. Nên rồi nhìn thấy là cũng không có được nghe cái nghề không, rồi để cho nghe nghề tức là cho đúng nghe nghề luôn cho em dễ xem nha. Em ba không tám tám và cho cái này lên cái số này nó nhỏ này quý. Rồi, nghe chỗ này. Rồi, số tiếp theo là 1, 5, 2, 3, 0. Rồi, rồi chỗ này. Ta tìm vô đây là dấu cộng. Ta gặp nghe. Nghe chỗ này. Kết quả mình sẽ ra là 38 318 bao nhiêu một chỗ này. Cái câu nè cái câu B sau lấy cái khung này để chúng ta chỉnh nó lại cho nó nhanh là gì 7 1 8 9 0 hiệu với trừ cái này hiệu cũng được rồi 3 3 0 4 5 nó sẽ ra lên 3 8 8 4 5 rồi cái câu 3 là phép nhân một tám ba tám tám nhân nhân cho ba và sẽ ra là 5 5 1 0 4 và cái cuối cùng đó là cái thương thức chia cái thức chia này là thì cũng là đây nó phải dài nó phải ghi cho nó dài nè. Số đầu tiên là 7 0 6 3 5. Số tiếp theo đó là 20. Rồi, số tiếp theo đó là 0 8. Ví dụ mà chúng ta không đủ hàng là sao? Thì chúng ta cứ ghi dài xuống thôi. Ghi như dài xuống. Rồi, số tiếp theo là 13. Ta cứ ghi dài dài. Số tiếp theo là 35. Và số tiếp theo là số 0. Mình đây chúng ta sẽ gạch xuống một cái đường xuống như thế này. Cái kia là cái gạch xuống. Và chúng ta gạch ngang như thế này. Sau khi đến con số của chúng ta ra. Có điền không? Đây, số bên kia là số kia là số 5. Rồi, số của chúng ta chính là 1, 4, 1, 2, 7. Vì thế là 4, 1, 2, 7. Rồi, là chúng ta hoàn thành tập số này. Khi trình bày vô bài vô bài làm thì các em được phép là chúng ta được phép mình thế này được phép là chúng ta chỉ ghi ra cái lời giải thôi không cần trình bày chi tiết
anh kiểu là điểm chấm chấm vô, thì điểm chấm chấm vô chứ không cần phải trình bày ra rồi ta cho cái khung như thế nào và đặt dấu như vậy, kiểu đó là thế rồi đó là chúng ta mình phải xong bài số 1. Bây giờ tôi sẽ đi vào bài số 2. Bài số 2 như thế nào? Rồi, cái bài này cũng là một cái bài toán giải, tức là chúng ta phải thực hiện theo từng bước giải. Câu bài 2 này, một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài, thì đối với bài toán giải này các bạn nên tóm tắt, các bạn có tóm tắt tóm tắt một cái dòng, tóm tắt còn một cái dòng là bài bài làm. Đây là tóm tắt ở đây tóm tắt. Rồi thứ nhất đó là nó cho chiều dài là 30 mét, như vậy nó sẽ ghi là chiều dài 230 mét. Tôi tóm tắt ra chiều dài 30 mét, đây là chiều dài 30 mét. Rồi tiếp theo cho mình tiếp theo đó là gì, thì đây chúng mình phải cho to to là dễ nhân, phải 26 dễ nhân chiều dài là 30 mét. Rồi chiều rộng, để cho chiều rộng chiều dài 30 mét, chiều dài gấp 2 là chiều rộng, và chiều dài gấp 2 là chiều rộng, tức là chiều dài bằng 2 là chiều rộng, 2 nhân với chiều rộng. Nên nữa không? Đó là chiều dài bằng 2 lần chiều rộng, bằng 2 lần chiều rộng. Rồi chiều dài bằng 2 lần chiều rộng là nói chu vi của mảnh đất, chu vi của mảnh đất là bao nhiêu mét, rồi cái đơn vị là mét. Đó chính là mặt tổng đất. Và chúng ta sẽ đi vào cái bài giải và bài làm, tóm tắt cho bài làm và bài giải cũng được. Đó, các bạn hiểu hết như thế nào gọi cái bài làm chứ, bài giải cũng được, giải đi lên nhau. Thì là như thế nào đây, chúng ta biết là chúng ta muốn tìm được chu vi thì lấy dài cộng rộng nhân 2, nhưng mà ở đây chúng ta có chiều dài rồi, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, vì chiều rộng tức là chiều dài chia cho 2, chúng ta hiểu được đó ha. Và chúng ta lấy là chiều rộng đó, chiều rộng đúng không, chiều rộng vừa rồi tôi nhắn đó, mình chỉ nhận ra như là chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật bản. Rồi mình sẽ lấy đó là chiều dài gấp hai lần chiều rộng, thì chiều rộng là chiều dài chia hai, tức là 30 chia hai là bằng 15 mét. Rồi nó tính được 15 mét ở đây. Rồi sau đó chúng ta tính lại chu vi hình chữ nhật và đó là chúng ta lấy dài tổng rộng nhân 2. Các bạn bảo là sao mình cho ít ô ấy, thì bây giờ ít thì mình tăng cường thêm cho ô ấy, tức là mình có quyền mình viết ra cho nó dài, chứ không nhất thiết là ta cho mấy bạn bao nhiêu ô đó là các bạn phải làm đúng như vậy. Nhưng tức là mấy bạn cũng phải là mấy bạn kẻ thêm ra để mấy bạn giải tùy theo cái cách trình bày của mình, nó có như dài hay nó ngắn, chứ là không phải phụ thuộc vào cái số lượng ô đó mà mình làm giống như vậy chưa. Thêm cái này nha, tức là chu vi hình chữ nhật là chúng ta lấy dài tổng rộng nhân 2, tức là dài là 30, tổng rộng là 15, tất cả nhân cho 2. Và mình sẽ thực hiện trong mặt trước 10, 30 cộng với 15 là 45, và được nhân 2, 45 nhân 2 là 90. Rồi chúng ta để đây là 90 mét.
sau đó chúng ta ghi đáp số là 90 m, rồi là chúng ta hoàn thành được cái câu cái bài số 2 này. Và tức là khi trình bày trong những cái bài là thì chúng ta trình bày giống như thế là chúng ta sẽ được điểm trọn vẹn. Rồi, chúng ta sẽ đi vào bài số 3 là bài cuối của cái câu này với cái đề bài số 3 phải như thế nào đây, cũng cho là 4 dòng, liệu mình có làm 4 dòng hay không. Ví dụ cái bài là 4 dòng thì làm như bài nó dài hơn thì chúng ta phải phải kẻ thêm nữa, là chỉ không nhất thiết là chúng ta phải để giống như vậy nhé. Đấy, tức là nếu mà chúng ta nghĩ là bài là 4 dòng và không nói gì có bốn cái lời, 4 dòng phải ghi đúng 4 cái dòng ra lời giải mình có đúng phải. Rồi thì mình sẽ đi vào bài số 3 thì mình tóm tắt, rồi có lẽ là bài mình sẽ nhiều hơn 4 dòng, cho nên thầy chuẩn bị cho nhiều hơn, tức là thầy sẽ chuẩn bị cho 8 dòng luôn. Còn nó dùng bao nhiêu thì lúc đó mình tính sao. Lại đây mình sẽ ghép lại thêm 4 dòng nữa, là dư ra chứ đừng có để bị thiếu dòng. Rồi nó đi vào cái thứ nhất tóm tắt này, tích của hai số là 645, ta ghi là tích hai số, tích hai số là 645. Rồi đó, tích hệ số là 645, chúng ta ghi tóm tắt tích hệ số 645. Cái tiếp theo là gì? Đó là tìm thừa số thứ nhất, tức là nó hỏi là thừa số thứ nhất là như thế nào. Thừa số thứ nhất khẩu thì mình lại chấm khẩu, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị thừa số thứ hai, tức là thừa số 2 thêm 5 đơn vị, thừa số thứ hai là thêm 5 đơn vị, đó là thừa số thứ hai thêm 5 đơn vị. Rồi thì tích mới sẽ là 860, đó là tích mới là 860. À, cái bài này rất là hay. Làm sao chúng ta hiểu biết được câu này đây? Cái câu này mà nếu như các em không có một cái hướng tư duy giống như thầy nghĩ đó, thì mấy em sẽ không có hiểu được cái cách cái bài giải của nó luôn. Tức là ví dụ thầy giải ra rồi, mấy em cũng chưa hiểu được tại sao nó như thế. Nhưng mà mấy em hiểu gì nào? Tích của hai số, tức là ví dụ bây giờ nói cho dễ hiểu, ít tích hai số đó, ví dụ thầy đặt là hai số đó, thầy đặt ví dụ là số A đi, đúng không? Số A với cái số B nó tích là bếp nhân và bằng 645. Các bạn hiểu cái đây ha, cái nó kêu mình tìm thừa số thứ nhất, tức là mình tìm A là bao nhiêu, không? Nó biết rằng thừa số thứ hai thì 5 đơn vị, tức là B thêm 5 đơn vị tức là thành B cộng 5, đúng không? Thành B là thành B cộng 5, nhưng mà A không có thêm thì nó là tích mới. Tích mới tức là A nhân B cộng 5, nó bảo tăng 160. Cái gì mình thấy là cái tích cũ này. Sao? Cái tích cũ tức là ở đây mình hiểu như thế này, A nhân B là bằng 645, tức là mình điền B đi, B ở đây tức là thừa số thứ hai cũ là lấy 645 chia cho A, mình hiểu ha. Còn ở đây B cộng 5 đúng không? Ở đây mình hiểu này,
Rồi mình hiểu. Tại vì nó là cái này. Bây giờ cái tích cũ là 645, cái tích mới là 860. Đó. Như vậy cái lượng tích cũ với cái tích mới thì tích mới nó hơn tích cũ là bao nhiêu? Lấy 860 trừ 645 thì nó hơn 215. Mà hơn 215 này tức là hơn cái gì? Mình hiểu nè. Tại vì cái chỗ này A nhân B 5, mình phải hiểu đó là gì? A nhân với B mình chọn A nhân với 5, và tức là tính chất phân phối của thuyết nhân với bất cộng đó, thì mình thấy cái lượng AB nó giống nhau, thấy không? A với B nó giống nhau, yes. AB nó giống nhau, đây là AB không? Thì AB ở đây là 645, tức là mình hiểu cái này 645, còn mình ghi lại hết cái này, ghi lại hết cái này thì có phải là 5 lần, tức 5 lần vừa số tốt nhất mình lấy là giống như mình tìm cái này là số hệ, mình lấy tổng trừ số hệ của lại là 860 trừ 800. Đó, mình phải hiểu như thế này thì mình mới làm được bài này. Chứ còn mình không hiểu cái biểu thức này mà người ta ghi ra, các bạn cũng không hiểu được cái gì đâu, được chưa? Cái chỗ này các bạn hiểu nha, là mấy bạn phải tìm cái 5 lần thừa số thứ hai, thứ nhất là mình lấy hiệu này, sau đó mình chia cho 5 để tìm ra được thừa số thứ nhất. Đó, thì cái này mình sẽ làm chính nhé, được chưa? Đấy. Tức là trình bày lời giải là như thế nào, mình xem đây, tức là khi thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai, khi thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích sẽ tăng thêm một lượng, thì tích sẽ tăng thêm một lượng, nó chính là cái lượng này là cái lượng mình không hiểu này, một lượng là 5 lần thừa số thứ nhất đó. Và nhiều bạn không hiểu tại sao ở 5 lần thừa số thứ nhất nó nằm ở chỗ đó. Nếu các bạn không hiểu vấn đề thì câu này là bạn sẽ bị biết ha. Tức là nó nằm ở cái chỗ là mình phải có cái tự nhé để mình đem ra mình biến đổi rồi mình sẽ biết được nó là như thế. Thì chúng ta phải biết cái cách để khai thác cái đề, nó cho cái gì để mình biết cái ý nghĩa của nó mình mới làm được. Chứ còn không phải ở đây học được các em là các em gặp cái bài đó em học được rồi cái cách giải, sau đó mình hy vọng là nó sẽ cho giống, chứ không phải nếu mà học như thế là không bao giờ giải đổi được. Rồi cái lượng mà hiểu không, cái lượng ấy là cái lượng n, tức là cái lượng 5 lần tích thừa số thứ nhất ở lượng n, mình sẽ dùng phép hiệu là mình lấy 860 mình trừ cho 645, 645 thì cái phép hiệu này chúng ta sẽ làm được chính nhé. Đó, chúng ta làm được nhé, đây 860 trừ cho 645, chúng ta lấy 0 trừ 5 là trừ 0 độ, 10 đã một ở đây, 10 không là 10, 10 trừ 5 đó, gọi là 6 trừ 4 là 2, trả 1 nữa là trừ 1, 2 trừ cho 1 là 1, và 8 trừ 6 là 2, chỉ là 215. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi vô được là 215, tức là 5 lần thừa số thứ nhất là 215. Như vậy thừa số thứ nhất bằng bao nhiêu? Hay là mình chia cho 5, đúng không? Thừa số thứ nhất là, đúng không? Mình sẽ chia cho 5. Vậy thì mình lấy 215 chia cho 5. Thì cái này mình cũng phải tính là gì? Tổng giá ở đây 215 lập hết bảng chia ra, chia cho 5
2 chia 5 cũng được, bắt hàng chục. 21 chia 5 được 4, 4 chia 5 20, 51 trừ 30 ra 1, hạ 5 xuống. 15 chia 5 được 3, 3 chia 5 15, 15 cũng 5 hết. Vậy thương của chúng ta là 43, đó chính là kết quả của phép chia. Rồi chúng ta sẽ ghi vô cái thương, cái kết quả này vô đây. Rồi thì chúng ta kết luận là đa số, đó, đa số là 43, là chúng ta hoàn thành xong câu này rất là hay. Rồi thì bạn nào không biết tìm xem để hiểu ha. Rồi đó, rồi chúng ta sẽ trình bày cái lời giải giống như về đánh và để ghi vào trong cái khung cái ô là nó chỉ cho mình là bốn ô thôi, bốn dòng thôi, nhưng mà khi mình làm là nó nhiều hơn bốn dòng thì mình kẻ thêm vô, chứ không nhất thiết là mình phải làm đúng bốn dòng trong cái ô của nó. Rồi lại chúng ta hoàn thành xong cái đề này. Cái kỳ thi học kỳ 2 rất là quan trọng đó, cho nên các em mình cần phải chuẩn bị để chúng ta ôn thật nhiều đề để có kiến thức vững chắc để ôn thi, để chúng ta được lên lớp mà được lên lớp 4 à. Cho nên các em nhớ đăng ký kênh của thầy để khi thầy ra các cái đề mới tiếp theo thầy thông báo vào cái kênh để mấy em nhận được cái thông báo đó, rồi mấy em lên mấy em xem để tránh trường hợp mà mình không nhận thông báo mà lâu lâu mình lên thì mình sẽ xem không có đầy đủ và chúng ta sẽ không có đủ kiến thức để đi thi. Rồi, xin chào tạm biệt các em.